vừa ly hôn thành công trên phim Hân Kiệt đưa nhau lên Đà Lạt tình bể tình, hai nhân vật chính liên tiếp phản bác chuyện phim giả tình thật trong những khung ảnh này lại chứng minh điều ngược lại. Bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ đã chiếu đến tập 75. Nội dung gần đây chủ yếu xoay quanh chuyện ly hôn của Hân, Thúy Ngân và Kiệt Trung Dũng. Mặc cho bố mẹ Hân ra sức khuyên ngăn, nhưng cả hai vẫn đi đến quyết định ra tòa ly hôn. Thái độ trơ trẽn vô lý của Hân ở những tập khiến nhiều khán giả khó chịu. Bị chồng phát hiện ngoại tình nhưng cô vẫn thản nhiên và xem như mình không hề có lỗi. Chẳng những thế, cô xem việc ly hôn là cách tháo gông và nằng nặc đòi kết hôn với nhân tình. Trái ngược với tình tiết trong phim, Trung Dũng và Thúy Ngân ngoài đời rất thân thiết. Cả hai tái hiện hình ảnh lãng mạn tình tứ của vợ chồng Hân Kiệt lúc còn mặn nồng. Theo Trung Dũng và Thúy Ngân, những hình ảnh này đã được chụp từ khá lâu sau khi bộ phim được trình chiếu vào những ngày đầu tiên, nhưng đến bây giờ cả hai mới dám công bố vì sợ dính vào nghi án phim giả tình thật. Trung Dũng còn nhận xét nếu như nhân vật Hân trong phim là một cô gái phụ thuộc ích kỷ, thì Thúy Ngân ở ngoài lại khác xa hoàn toàn. Nữ diễn viên là một người tự lập, yêu gia đình và luôn nghĩ cho người khác, thỉnh thoảng vẫn còn chút tính cách nhõng nhẽo trẻ con. Về phía Thúy Ngân cho biết, trước khi hợp tác cùng Trung Dũng, cô từng nghĩ anh là một nghệ sĩ khó tính. Nhưng khi cùng nhau làm việc một khoảng thời gian, cô mới hiểu anh là con người tình cảm, luôn nghĩ cho người khác. Trong suốt thời gian đóng phim, anh Dũng đã cho Ngân nhiều lời khuyên trong diễn xuất để giúp Ngân ngày càng hoàn thiện hơn vai diễn của mình. Nếu được, Ngân muốn vào vai cặp đôi với anh Dũng ở nhiều phim sau nữa, Thúy Ngân tâm sự. Cả hai không ngại ngùng thể hiện những cử chỉ tình cảm để mang đến cảm giác ngọt ngào như một cặp vợ chồng hạnh phúc, một điều mà trước nay những khán giả theo dõi bộ phim chưa bao giờ chứng kiến.